Những người trẻ đang có ý định khởi nghiệp là một trong những nhóm đối tượng được ưu tiên chào mời tham gia đầu tư vào WeFinex. Sàn giao dịch này cam kết có các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn đặt lệnh, người chơi chỉ cần đặt theo và sẽ có lợi nhuận từ 1 đến 3% một ngày. Bạn chỉ có chọn từ tăng giá hay giảm giá thôi, chứ bạn không có thể cài đặt để mua giá. Nên tôi thấy nó là giống như là không khác gì đánh bạc. Và có thể cái này thì giao dịch nó quá nhanh nên có thể là bị thao túng bởi chủ sàn. Tùy theo cái gói mình tham gia thì mình sẽ được cao hay thấp, nhưng mà gói thấp nhất là 100 đô. Thì sau đó mình có thể giới thiệu được những cái bạn khác vào trong cái hệ thống của mình và cái nhánh dưới của mình, và mỗi bạn bên dưới vào thì mình sẽ được 50%. Cứ như vậy cho đến 7 bạn bên dưới theo 7 cấp, thì đồng nghĩa việc rằng giới thiệu càng nhiều người vào trong hệ thống của sàn, hệ thống WeFinex thì mình sẽ càng được nhiều tiền hơn. Khi tham gia sàn WeFinex, người chơi sẽ bỏ tiền mua quyền đặt lệnh, trong đó chỉ có hai lựa chọn là dự đoán tăng hoặc giảm của các chỉ số như vàng, dầu, chứng khoán trong một phút. Nếu kết quả đúng với dự đoán, người chơi được tiền thưởng. Đây chính là mô hình quyền chọn nhị phân, theo kiểu được ăn cả, ngã về không, nhưng lại được cam kết chắc chắn sinh lời. Thưa quý vị, theo lý thuyết cơ bản nhất của môn xác suất thống kê, với một phép thử chỉ cho hai biến cố, thì khi thực hiện với số lần đủ nhiều, xác suất xảy ra mỗi biến cố là 50%. Như vậy, với kiểu quyền chọn nhị phân của WeFinex thì không bao giờ có chuyện thu nhập không giới hạn như lời quảng cáo. Và điều dễ thấy là những người thực sự kiếm được tiền từ WeFinex không hề đặt lệnh giao dịch, mà chỉ tập trung vào kiếm hoa hồng từ việc giới thiệu những thành viên cấp dưới tham gia. Nó tạo ra những cái cảm xúc tích cực cho cái người sắp sửa đầu tư và lôi kéo họ vào cái mạng lưới của mình để tạo ra những cái khoản sinh lời cao mà làm cho mình mờ mắt đi. Nếu mình đặt số tiền ít ấy, thì thường là mình sẽ thắng. Nó tạo ra cho mình cái lòng tham. Nhưng khi đã mình có được những cái hành vi bởi cái lòng tham nó xu khiến rồi thì mình sẽ đầu tư rất nhiều. Khi mà đầu tư nhiều, đầu cơ nhiều, số tiền nhiều thì lập tức chỉ có thua thôi. Không kiểm soát được cái business, tức là cái việc kinh doanh thực chất được đầu tư, mà lại chỉ dựa trên một vài cái thông tin, con số một chiều đưa ra đó, thì rất dễ bị ngộ nhận và nhầm lẫn. Cái tính rủi ro sẽ rất cao, và hẳn nhiên khi rủi ro cao thì mất tiền cũng sẽ dễ. Đây thực chất đó là một cái mô hình kinh doanh đa cấp mang tính chất là lừa đảo, và pháp luật Việt Nam không có thừa nhận các cái dạng giao dịch này. Sẽ rất là khó khăn để các bị hại thu lại các cái nguồn tiền khi đã đầu tư mà bị các cái đối tượng họ lừa đảo, họ chiếm đoạt, bởi vì các cái đối tượng này họ không có công ty tại Việt Nam, không có trụ sở tại Việt Nam. Ở một góc nhìn khác, bản thân nhà đầu tư khi chấp nhận đặt lệnh theo hướng dẫn của một người được cho là chuyên gia chưa từng gặp mặt cũng đã có dấu hiệu gian lận trong đầu tư. Đó là chưa kể hoạt động này không được điều chỉnh bởi pháp luật. Như vậy, khi có bất cứ sự cố nào xảy ra, nhà đầu tư sẽ phải tự nhận trái đắng.